Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về một cái phương pháp giúp chúng ta có thể nhận định được cái nguyên nhân, cái kết quả, cái phương hướng để giải quyết một vấn đề ở trong khoa tử vi. Thì chúng ta có thể là dựa vào cái hệ thống của tứ hóa đơn giản, gồm có lộc quyền khoa kỵ. Chúng ta cứ dựa vào cái hệ thống của thiên can. Nếu mà chúng ta xác định theo từng cung ấy, ví dụ như chúng ta xác định một cái nguyên nhân sẽ gây ra cái cung tật của chúng ta là cái gì. Đấy, để chúng ta có thể dùng cái hệ thống tứ hóa can cung của cung tật chẳng hạn. Đấy. Còn về cái cuộc đời tổng quan chung, chúng ta có thể dùng cái tứ hóa niên hóa. Niên hóa tức là cái năm sinh của mình, hoặc là cái tứ hóa nằm ở cái cung mệnh của mình, để có thể tìm hiểu thêm về cái cuộc đời của mình. Nó có cái gì, cuộc đời bắt chúng ta làm cái gì, và chúng ta sẽ phải chịu những cái gì. Đấy, nó sẽ liên quan đến hệ thống của thiên can, có tứ hóa là 4 sao, lộc quyền khoa kỵ. Lộc ở đây nó thể hiện cái khởi nguồn. Hay là cái gọi là lộc và kỵ, còn là hai cái bộ sao có mối quan hệ nhân quả. Lộc kỵ ở đây có thể là nó thay đổi cho nhau được, nhân và quả. Kỵ thì thường đóng vai trò là cái kết quả, kết thúc. Lộc là cái thường là cái khởi nguồn, cái gieo duyên, còn kỵ là cái kết thúc đấy, kết thúc một chu trình. Quyền ở đây nó có thể là cái áp lực này, hay là những cái ảnh hưởng. Khoa ở đây có thể là những cái phương hướng, những cái cách giải quyết. Thế nên là trong một cái đại vận, chẳng hạn, ví dụ như trong một cái đại vận đây. Đây là một cái lá số mình đã xem. Ví dụ trong cái đại vận này, cái đại vận 42 này, người này 51 tuổi, thì trong cái đại vận này nó xảy ra khá là nhiều việc. Chúng ta muốn biết nó xảy ra cái sự việc gì thì chúng ta có thể dùng cái hệ thống can của cung của năm đó thì chúng ta có thể biết được. Thì đầu tiên chúng ta ví dụ như xem về cung tật nhé. Rất là nhiều người hay hỏi về vấn đề về tật ách, bệnh tật của mình, hay là những cái lỗi lầm của mình. Đấy, những sai lầm gì lớn của mình đó thì nó do cái gì mà ra. Ví dụ như cái mẫu cái lá số này, cung tật nó có sai dương thiên lương. Ở đây cái lá số gốc nó sẽ có căn quý, mà quý ở đây sẽ có cái bộ hào này và cái bộ không kiếp nữa. Thế nên cái mẫu người ở đây đấy, họ các bộ sao hao bại nó nằm ở cung tật, tất nhiên là cái cách mà chúng ta sẽ mất tiền, dễ mất tiền oan này, hay bị lừa tiền này. Nói chung là tiền tiêu mình không kiểm soát đấy. Và chúng ta bây giờ tìm hiểu nguyên nhân thì chúng ta lấy cái can cung này chúng ta phi hóa. Can tân thì là cự dương khúc xương. Chúng ta có thể thấy là cự môn hóa lộc ở đây. Đấy, nó phi hóa lộc ở đây. Tất nhiên là đấy. Vấn đề này xảy ra phần lớn là do cái cung nô bộc. Đấy, hóa lộc đây nó để là cái khởi nguồn ở đây. Lộc kỵ đúng không? Vậy là cự dương khúc xương, văn xương ở đây nó sẽ nhập vào cung thiên di này, phi kỵ nhập đây. Kỵ nhập cung thiên di thì nó sẽ xung vào cung mệnh của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta rất nhiều. Và có một cái phần nguyên nhân nữa là của chúng ta nữa. Và do cái sự chủ quan, đấy, lộc kỵ nó thể hiện cái nguyên nhân. Đấy, và khoa thường là nó thể hiện cái cách giải kết quả của mình. Mình ví dụ cái đại vận này. Đấy, cái đại vận này là một trong cái đại vận mà cái lá số này họ bị thô lỗ khá là nhiều tiền, cũng do cái vấn đề về bạn bè đây, nô bộc gây ra. Do đây là cái cách mà bị người khác lừa tiền đấy. Thì trong cái đại vận này thì nó nằm ở cái căn mậu thì là tham âm bật cơ. Cái đại vận này thì nó tự hóa lộc tham âm là đây, hóa quyền đây, bật là hóa khoa đây, hiến cơ hóa kỵ đây. Vậy là chúng ta có thể xác định được ngay về cái lộc quyền khoa kỵ thể hiện rất nhiều cái nguyên nhân ở đây. Lộc ở đây, lộc ở nhập vào chính cung, nó thường là do cái nhập mà tự hóa thì thường nó ảnh hưởng đến cái nó biểu hiện cho cái sự gì đó hưởng thụ của mình.
thụ hưởng nhiều, và cái sự chủ quan nữa. Người hóa lộc làm việc nó rất nhanh, nhanh ẩu đoán. Cái nguyên nhân phần lớn là cũng sẽ là do mình. Và tham lam hóa lộc thì nó thể hiện cái gì? Cái cách mà đấy, người ta hơi tham tiền. Và khi mà đến một đại vận ấy, thì nếu mà chúng ta xét theo tứ hóa thì chúng ta lại phải xoay cung. Đấy, ví dụ đây nó sẽ là cung mệnh này. Đấy, thấy không? Và phụ này, phúc này, điền này, quan, nô này. Đấy, và chúng ta thấy ngay nô nó nằm ở đây, cung nô của đại vận đây. Đấy, lộc kỵ đúng không? Lộc nằm ở mệnh này và kỵ nằm ở nô này. Đấy. Tôi sẽ nói về cái nguyên nhân của mình. Nguyên nhân nằm ở đâu? Đấy, hai cái nguyên nhân này, nô bọc này. Đấy, rất là rõ nha. Đấy. Và thái âm hóa khoa, hóa quyền. Khoa quyền đây. Khoa quyền nó thể hiện cái gì? Cái xu hướng hay là cái hướng đi của cái sự việc đó. Và vậy là đấy, quyền đúng không? Thái âm hóa quyền đây. Hóa quyền mà lại nhập cung điền. Đây nó sẽ ảnh hưởng về vấn đề nhà đất. Có thể là từ cái vấn đề mà tiền bạc này. Tiền bạc hóa lộc nó liên quan đến bạn bè của mình này, gây làm cho mình thô lỗ. Và sau đó dẫn đến vấn đề về nhà đất, bán nhà đất. Hóa quyền mà. Cái trục hóa quyền đây. Cái trục nô này. Đấy, hóa quyền. Và cái trục nô này đó chính là cái trục nô và huynh luôn này, huynh đệ này. Đấy, mệnh ở đây đúng không? Thì huynh đệ nó sẽ nằm ở bên này. Đấy. Và năm đó trong cái thời gian này thì người này được anh em mình cho đất bán để lấy tiền, đất của tổ tiên ấy, bán để lấy tiền trả nợ. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng với cái cung điền này và cái cung quan này rất là nhiều. Nếu mà các bạn phải học về tứ hóa thì đây là sẽ là cái căn hóa lộc đây này, niên lộc, vì là căn quý mà, phá cự âm tham phá lộc đây, niên lộc. Ở đây nó sẽ hai cái tự hóa lộc này. Đây cái tự hóa lộc này. Đây là cái mẫu người mà khi, đúng không? Đây gọi là cái cách mà nó phát tượng lộc ở cung mệnh. Đây là lên niên lộc, nó sẽ ảnh hưởng bởi hai cái lộc này, hai cái lộc tự hóa này. Đấy. Trong tứ hóa phái thì gọi là xuyến liên đấy. Thế nên là khi mà chúng ta làm việc, công việc nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề điền trạch. Khi mà chúng ta làm nên ăn nên làm ra ấy, thì vấn đề là chúng ta sẽ tậu nhà đất rất dễ, và cái lúc mà chúng ta thất bại, chúng ta sẽ phải bán nhà đất đi. Đấy. Điền và hệ thống cung quan nó sẽ liên quan rất nhiều với nhau, và làm công việc nó sẽ liên quan đến đất đai rất là nhiều. Đấy. Thế nên là cũng ứng vào cái đại vận này, ứng vào cái đại vận này thì cái vấn đề nó sẽ xảy ra cái ứng kỳ lộc. Và đây là hóa kỵ, đây này, lộc lại đi với kỵ. Đây là hoàn niên kỵ. Đấy, nó là gọi là cái vấn đề về cái nguyên nhân. Đầu tiên thì cái nguyên nhân mình có thể là mình tìm ra cái nguyên nhân nằm ở cung nô rồi đúng không? Đấy. Và cái cách giải quyết cái phương hướng đây. Phương hướng quyền đây, nằm ở cung điền đây. Và khoa, tham âm bật cơ, bật đây. Hữu bật nằm cung chân di đây. Đấy. Bật nằm cung thiên di thì nó xung chiếu với đây là hệ thống của cung mệnh. Và cung thiên di ở đây nó chính là cung phúc đức này. Đây, mệnh này, phụ này, phúc đức này. Đấy, thế nên là cái cung phúc đức ở đây nó đều biểu hiện cho cái khoa và quyền, vừa điền này và phúc đức này. Ở đây nó liên quan đến vấn đề điền phúc đức, nghĩa là đất đai của tổ tiên. Đấy, liên quan đến vấn đề bán đất đai của tổ tiên để giải quyết. Đấy, từ cái vấn đề mà từ nô này dẫn đến cái vấn đề phải bán đất đai. Đấy, hóa lộc mà, tham lộc nó nói về cái sự tham lam. Đôi khi là người ta hơi mù quáng một chút, tham lam lại gặp cả hóa kỵ nữa, lộc gặp kỵ, lộc kỵ cái cặp đi điền, cặp nhân quả đó. Đấy thì chúng ta cứ ví dụ một cái vấn đề, một cái cung. Trong bất cứ một cung nào đó, ví dụ trong một cung thừa tức chẳng hạn, nó sẽ có cái can cung tứ hóa, nó sẽ có bốn vấn đề là lộc quyền khoa kỵ. Đấy. Chúng ta đánh giá và chúng ta nhận xét nó đi về đâu,
nó cũng chính là cái cách hóa giải đó. À, ví dụ như đến cái đại vận này, khoa đúng không? À, khoa nhập vào cái hệ thống của cung này này, khoa nhập vào đây. Đây. Thì nhập vào đây nó sẽ là cái cung gì? Chúng ta xem đây này, đây là cái cung thân này. Cung thân. Cung thân mà đây là gọi là thừa hướng gì? Hướng Tây Nam đúng không? Chúng ta có thể dùng cái hướng để chúng ta hóa giải. À, chúng ta có thể đi về hướng Tây Nam. Đấy, này, ứng với cái sự kiện thực tế thì người ta dùng cái cung Phúc Đức đây. Đấy, dùng anh em họ hàng. Đấy, anh em họ hàng giúp mình. Đấy, cái phúc phần của tổ tiên, đất đai của tổ tiên. Và có thể dùng cái cách hóa giải ứng theo cái phương hướng. Ví dụ như đó, nó phi về hệ thống của cung thân. Thì cung thân nó sẽ là hướng Tây Nam. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể lấy cái con giáp ở đây này, cung thân này, sẽ có một người tuổi thân giúp mình. Người tuổi thân. Đấy. Thân là con khỉ thôi. Người tuổi thân đến giúp mình. Đấy. Hoặc là chúng ta treo một cái ảnh, treo một cái tranh của con khỉ ở cái hướng đó, cái hướng Tây Nam đó. Đấy. Đấy, và hoặc khoa hướng Tây Nam. Đấy, chúng ta có thể dùng theo một số cái phương pháp như vậy. À, thì đây gọi là một số cái phương pháp để hóa giải cơ bản thôi. Nếu các bạn học sâu vào cái hệ thống của tứ hóa thì các bạn sẽ có rất nhiều cái cách hóa giải khác nhau. Có thể dùng cái bình hoành của Khâm Thiên tứ hóa để có thể hóa giải, cái đó có vẻ là nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà cái bình hoành thì nó vẫn thiếu sót một số cung, nó sẽ không có đủ các loại tứ hóa hay là tự hóa thì hơi khó. Thì chúng ta cứ dùng cái cơ bản về cái hóa khoa đi, hóa khoa và hóa quyền, nó sẽ thể hiện cái phương hướng của chúng ta đi như thế nào. Đấy, thì chúng ta cứ dựa theo cái đó mà chúng ta xác định thôi. Đấy. Thì bài hôm nay mình xin hết ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.